Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc là những vùng có hội tụ gió mạnh. Vì thế ở đây sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Mưa rào và dông ở các tỉnh vùng núi sẽ duy trì trong cả đêm nay và ngày mai. Nhưng thời gian mưa lớn lại tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Nguy cơ xuất hiện lũ quét và sạt lở đất ở khu vực vùng núi là rất cao nên người dân cần hết sức lưu ý. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở các tỉnh vùng núi phía Bắc không cao, chủ yếu dao động từ 31 đến 33 độ. Còn đối với khu vực Trung Du và vùng đồng bằng lại có mưa về chiều tối và đêm. Ban ngày vẫn còn nắng gián đoạn nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 34 đến 36 độ. Ở miền Trung, khu vực Thanh Hóa trong đêm nay và ngày mai nhiều mây hơn, mưa thì chỉ xuất hiện cục bộ trong đêm nay và chiều tối mai. Còn ban ngày ở đây vẫn còn nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Thanh Hóa giảm nhẹ, dao động từ 35 đến 36 độ. Đây cũng là mức nhiệt trong ngày mai ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Phú Yên. Còn đối với các tỉnh từ Nghệ An trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ ngày mai vẫn rất cao, ở ngưỡng trong khoảng từ 37 đến 39 độ. Riêng một số nơi ở phía Tây còn có nhiệt độ cao hơn. Như vậy trong ngày mai, suốt từ Thanh Hóa đến Phú Yên vẫn còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, một số nơi đạt ngưỡng đặc biệt gay gắt. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong tối nay cũng như thời điểm chiều và tối mai sẽ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xuất hiện ngập úng tại các khu đô thị là khá cao do mưa với cường độ lớn lại xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Ngoài ra thì trong mưa dông vẫn có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Còn về nền nhiệt, dự báo nhiệt độ trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là từ 31 đến 34 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đêm nay và ngày mai phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam duy trì cường độ cấp 4, cấp 5. Trong khi đó, ở khu vực Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam đến Nam, cường độ yếu chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Nhưng khu vực này lại có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay vùng hội tụ gió có xu hướng yếu đi dần, song nó vẫn tiếp tục tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc. Vì thế khu vực này vẫn sẽ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Còn đối với khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, trời chỉ nhiều mây và có mưa trong buổi sáng, đến trưa và chiều trời sẽ chuyển nắng. Nắng nóng sẽ xuất hiện ở phía nam của Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, thủ đô Hà Nội hay khu vực Hà Nam, Ninh Bình với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Trong khi đó, các khu vực khác, nhiệt độ dao động ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Ở miền Trung, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây và hiệu ứng gió phơn, vì thế nắng nóng vẫn trải dài suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên. Trong đó, tâm nóng vẫn là các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, với nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ từ 37 đến 38 độ. Riêng một số huyện vùng núi phía Tây sẽ còn nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ. Các khu vực khác của Thanh Hóa đến Phú Yên, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 34 đến 37 độ. Lưu ý chiều tối nay, ở phía Tây của các tỉnh từ Quảng Nam trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa dông cục bộ. Cần đề phòng lốc, sét và gió giật có thể đi kèm trong cơn dông. Mưa rào và dông cũng sẽ xuất hiện ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong chiều và tối nay, với diện mưa từ rải rác cho đến nhiều nơi. Trong đó, khu vực phía Nam của Tây Nguyên hay các tỉnh thành Nam Bộ đều là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, lượng mưa có nơi lên tới trên 70mm.
Do mưa đến sớm nên nhiệt độ ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ cũng không quá 34 độ. Trên biển, dự báo trong ngày hôm nay, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa vẫn có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Tầm nhìn xa ở các vùng này giảm thấp chỉ từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trời nắng ráo, tầm nhìn thông thoáng trên 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.